Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi đầu tiên của chương trình hôm nay. Xin chào quý vị khán giả, cháu tên là Nguyễn Trần Ngọc Dương, cháu đến từ Bắc Giang. Cháu đến đây với mong muốn là học hỏi nhiều kinh nghiệm, tiếp thu nhiều kiến thức để sinh hơn. Sau đây mình sẽ thông qua với bạn một lượt chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân họ đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Thuật ngữ diva thường được dùng để chỉ một người làm nghề gì có tài năng xuất chúng. Bác sĩ, dược sĩ, họa sĩ hay là ca sĩ? Cái câu đầu tiên gặp câu khó thì mình cần phải giúp gọi điện thoại người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Cháu xin chọn đáp án D. Cháu chắc chắn với đáp án này. Xin cảm ơn. Đáp án cuối cùng là D, ca sĩ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Môn thể thao nào có 4 giải đấu Grand Slam trong năm? Bóng đá, quần vợt, bóng rổ hay là quyền anh? Câu thứ 2 là một câu khó. Cháu xin người chủ hỏi các bạn đồng hành. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Đáp án cùng là B còn rồi. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Đâu là tên một loại kem ăn được? Ốc hương, ốc dừa, ốc mít hay là ốc quế? Tôi đừng ăn kem ốc quế. Ta bán cuối cùng cho nó đi. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Đâu là tên một kỳ quan kiến trúc của nước Ý? Spaghetti, pizza, cappuccino hay là espresso? Nước Ý nổi tiếng với tháp Pisa, đáp án của nó B. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Một năm nhuận âm lịch có bao nhiêu tháng? 11 tháng, 12 tháng, 13 tháng hay là 14 tháng? Một năm nhuận âm lịch có bao nhiêu tháng? Đáp án của cuối cùng cháu là C, 13 tháng. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Vượt qua câu số 5, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một người trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Xin mời câu hỏi số 6. Squid Game, trò chơi con mực, là bộ phim về chủ đề trò chơi sinh tồn do nước nào sản xuất? Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Úc? Trò chơi con mực là bộ phim của Hàn Quốc. Đáp án cuối cùng đó là B, Hàn Quốc. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời
Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 7. Loại đèn chiếu sáng nào còn có tên gọi khác là đèn Hoa Kỳ, đèn dầu, đèn huỳnh quang, đèn điện dây tóc hay là đèn pin? Câu này cháu từng nghe các cụ nói đến. Đèn Hoa Kỳ được gọi khác là đèn dầu. Đáp án cuối cùng A, đèn dầu. Phương án A. Riêng với câu này thì câu trả lời A. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Đèn này mới xuất hiện ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Và trước đây thì người dân Việt Nam mình thường thắp sáng bằng đèn dầu lạc, tức là không có đèn dầu hỏa như bây giờ. Và khi mà hãng Shell của Mỹ là cái hãng dầu hỏa đấy, dầu lửa đấy, thì vào thì họ mới bán dầu hỏa. Thế để tiếp thị thì họ tặng không một cái loại đèn này. Tức là đại khái anh đến mua dầu của tôi tặng anh cái đèn. Đấy là một cái cách tiếp thị mà tôi nghĩ hết sức thông minh. Bởi vì đèn thì có thể dùng một lần, nhưng từ khi có cái đèn đấy thì kiểu gì mình phải mua thêm dầu. À, dầu mới là cái họ bán chính. Xin mời câu hỏi số 8. Thủ đô của nước nào được đề nghị sử dụng tên chính thức là Krung Thep Mahanakhon? Lào, Campuchia, Thái Lan hay là Brunei? Đô ước nào sử dụng tên chính thức của Kubantep? Câu này cháu không có đáp án, cháu xin dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến nhà thông thái. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Tôi xin được trợ giúp cho bạn. Đấy là đáp án C. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án A. Cảm ơn người thông thái. Mai con cháu chọn đáp án C. Thái Lan. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Liệu may mắn còn tiếp tục mỉm cười không? Phương án trả lời chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án. Phương án C hoàn toàn chính xác. Nội các Thái Lan ngày 16 tháng 2 đã thông qua đề xuất của Văn phòng Hiệp hội Hoàng gia Thái Lan về việc thay đổi tên tiếng Anh chính thức của thủ đô nước này là Krung Thep Mahanakhon, có nghĩa là thành phố thủ đô của các thiên thần vĩ đại. Tuy nhiên, tên Bangkok vẫn được sử dụng. Tại vì đúng là cái tên này mà anh em mình in lên trên vé máy bay hay là để đăng ký nó hơi dài, nên để Bangkok cho nó gọn. Xin mời câu hỏi số 9. Nhà thờ nào được xây hoàn toàn bằng đá và gỗ theo kiến trúc đình chùa truyền thống Việt Nam? Nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Phát Diệm, nhà thờ Đức Bà hay là nhà thờ Con Gà? Xin mời bạn. Nhà thờ nào được xây dựng hoàn toàn bằng đá và gỗ theo kiến trúc đình chùa truyền thống Việt Nam? Cháu đến nhà thờ Hà Nội và nhà thờ Đức Bà. Cháu nghiêng với đáp án B ở đây. Tôi xin dùng trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ.
Tôi xin soạn đạo đi cùng B, nhà thờ Phát Diện. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Nhà thờ chính tòa Phát Diệm còn được gọi là nhà thờ đá Phát Diệm ở Kim Sơn, Ninh Bình. Hiện nay, tỉnh Ninh Bình và các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang hoàn thiện hồ sơ về kiến trúc nhà thờ Phát Diệm để đề nghị UNESCO công nhận nhà thờ Phát Diệm là di sản văn hóa thế giới. Xin mời câu hỏi số 10. Ở Nhật Bản, việc treo ngược những con búp bê Teru Teru Bơ Dư có ý nghĩa gì? Cầu may, cầu mưa, cầu nắng hay là cầu mùa màng? Ở Nhật Bản, việc treo ngược con búp bê Teru Teru có ý nghĩa gì? Theo cháu biết, búp bê Teru Teru là báo hiệu gì? Câu này cháu xin đáp án B, cầu mưa. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Con búp bê này dùng để cầu nắng nếu như chúng ta treo xuôi, còn nếu treo ngược là dùng để cầu mưa. Bạn đã vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Lâu lắm tôi mới được ký xét. Và... xin mời câu số 11. Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 của Hải quân Việt Nam mang tên vị tiền nhân nào trong lịch sử dân tộc? Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ hay là Quang Trung? Câu hỏi cháu từng nghe thông báo, cháu đoạn án là C, Lý Thái Tổ. Phương án C. Trao đổi nhanh như vậy, đôi khi chúng tôi không kịp ngăn cản. Câu trả lời chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C. Và đây là một đáp án C, hoàn toàn chính xác. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin mời câu hỏi số 12. Lá cờ đỏ sao vàng quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện nào? Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Bắc Sơn, binh biến Đô Lương hay là khởi nghĩa Nam Kỳ? Cháu không có liệu, cháu xin phép dừng cuộc chơi tại đây. Một, bạn chơi với tôi đến cùng trong câu hỏi này. Hai, bạn xin dừng cuộc chơi đây. Cháu xin dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi ở đây. Nhưng nếu bây giờ bạn được lựa chọn, cái này là hoàn toàn là giả dụ thôi, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Chọn đáp án D, khởi nghĩa Nam Kỳ. Phương án D là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Xin cảm ơn.
Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.